Ok, chào bác, chào anh em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Ngày nay bên em xả hàng mic không dây cho bác và anh em đi. Ở đây em đang có bốn mẫu mic. Ngày mai em xả hàng nhá, xả cho bác và anh em đây. Đầu tiên em có hai cái con mic bãi ở đây. Đầu tiên đó chính là con TJ và con Beyer và con Beyer. Đấy, thì đây là một hai dòng bãi mic mic bãi các bác nhá. Đấy, thì con Beyer này thì anh em xem ở đây. Con này là vì mạch tím đấy, rất là đẹp, rất là mới nhá, hai hộp sóng ạ. Đấy, đây là vì tím, anh em chơi Beyer thì biết ngay đến cái thương hiệu này đúng không ạ? Về cái chất âm của nó thì quá là hay, quá là tuyệt vời. Con này bên em xả cho bác và anh em nhé. Đây tay mic đây, đấy tay mic đây, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, còn mới nguyên nhá, con này mới đến 80-90% này. Đấy, thì con này bên em xả cho bác và anh em mức giá ưu đãi nhá, 2.400.000 con Beyer này, vì mạch tím được chưa ạ? Đấy, 2.400.000, rất là ok. Về cái mức giá như thế này thì anh em không phải lăn tăn gì nữa đúng không ạ? 2.400.000 thôi, bao ship cho bác và anh em nhá. Tiếp theo này, cái con TJ này thì em để bác mức giá cực kỳ ưu đãi này, 1.550.000 được chưa ạ? 1.550.000 con mic bãi TJ. Đấy, thì đây cái tay mic của em nó đây ạ, cái tay mic của em nó thì mới đến 95% luôn được chưa ạ? Đấy, rất là đẹp nhá. Tuy là mic bãi nhưng mà về cái chất lượng âm thanh của nó thì cực kỳ tuyệt vời nhá. Em xin giới thiệu tiên lên cho bác đây, hai con mic này, hàng con LA-M3. Đây là hàng chính hãng các bác và anh em nhé. Đấy, có mã QR cho các bác và anh em check hàng này, được chưa? Đấy, mic không dây, có mã QR cho anh em check hàng. Con này thì về cái chất lượng âm thanh của nó thì em đã có video test hàng rồi đúng không ạ? Anh em nào chưa xem thì quay trở lại với Tùng Audio xem những cái video ở thời điểm đầu em đăng test mic con LA-M3 này. Đấy, với chất âm của nó thì cực kỳ feel luôn, được chưa? Đây là tay mic các bác nhé. Đấy, tay mic này. Đấy, được chưa? Rất là đẹp nhé. Đấy, em cái con này thì bên em tặng cho bác và anh em thêm sạc được chưa ạ? Con này đang bán với giá là con LA-M3 này bán với giá là 3.500.000. Ngày hôm nay bán xả cho bác và anh em 3.1 triệu được chưa ạ? 3.1 triệu tặng sạc. Đấy, tặng sạc được chưa ạ? Con tiếp theo này em xin giới thiệu với bác và anh em này. Con JBL này, JBL 999 nhá. Con này thì có tự ngắt và cái chế độ tiết kiệm pin cho bác và anh em nhá. Đấy, con JBL 999 này thì bên em đang bán với giá là 1.850.000, tặng pin sạc, chỉ bên Tùng Audio tặng thôi các bác ạ. Chỉ bên cửa hàng Tùng Audio tặng thôi. Cái pin sạc này không bên cửa hàng nào mua mic mà được tặng đâu các bác nhá. Đấy, thì nếu mà anh em nào không thích lấy pin sạc thì em có thể trừ tiền đi cho một chút được chưa ạ? Trừ tiền đi nếu anh em nào không muốn lấy pin sạc, được chưa ạ? Con này thì bán với giá là 3.100.000 tặng pin sạc nhá. Anh em nào không lấy pin sạc em để nó giá là 2.800.000, được chưa ạ? Còn JBL này 1.750.000. 1.750.000, 1.750.000 được chưa ạ? Đấy, thì ở đây em đang có 4 con mic nhá. Ngày mai xả hàng, anh em nào nhanh tay đặt hàng cho số điện thoại Tùng Audio Hải Dương, em sẽ để bác mức giá ưu đãi nhất bên cửa hàng Tùng Audio. Ngoài ra cũng như cái chế độ bảo hành là 12 tháng này, một đổi một trong một tháng cho anh em và các bác nhé. Thôi em chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo Tùng Audio Hải Dương nhé.